Bảo tàng Đồng Nai cho biết, trong năm 2023, di tích quốc gia Văn Miếu Trấn Biên đã đón tiếp gần 180.000 lượt khách đến tham quan và dân hương tại di tích. Trong đó có gần 300 đoàn khách đến tham quan với khoảng 82.000 lượt người, 51 lễ dân hương với khoảng hơn 9.000 lượt người, khách tham quan tự do khoảng hơn 87.000 lượt người. Để phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu văn hóa lịch sử của nhân dân và khách tham quan, tại di tích đã diễn ra lễ tưởng niệm các danh nhân văn hóa của dân tộc